Chào mừng quý anh chị và các bạn, mình là Thúy, chuyên viên tư vấn bán hàng tại Toyota Tân Tạo. Sau một khoảng thời gian khá dài, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, thì ngày hôm nay, những ngày đầu tiên của tháng 10, Toyota Tân Tạo chính thức mở cửa hoạt động trở lại. Đứng cạnh Thúy đây là mẫu xe Toyota Hilux bản 2.4 số tự động. Thì hôm nay Thúy xin chia sẻ những đặc điểm nổi bật trên dòng xe này đến quý khách hàng. Không làm mất nhiều thời gian của quý khách nữa, chúng ta hãy đi ngay vào chủ đề của ngày hôm nay nhé. Toyota Hilux bản 2.4 số tự động đang đứng cạnh Thúy đây được Toyota Việt Nam niêm yết với giá là 674 triệu đồng. Với 6 gam màu sắc ngoại thất cực kỳ đa dạng, giúp quý khách hàng có thể là dễ dàng lựa chọn được gam màu sắc ưng ý cho gia đình mình ạ. Thúy sẽ đi vào phần đầu tiên là về phần đầu xe. Phần đầu xe với thiết kế mặt ga lăng được sơn màu xám, quý khách có thể nhìn giúp Thúy ha, được sơn màu xám viền theo cái mặt ga lăng như thế này. Thiết kế mặt ga lăng mở rộng tạo ra cảm giác khỏe khoắn và hầm hố hơn cho xe của chúng ta. Kết hợp với đó là cụm đèn trước được thiết kế dạng đèn halogen phản xạ đa hướng. Đèn halogen phản xạ đa hướng này còn tích hợp thêm cái tính năng là follow me home, đèn chờ dẫn đường và tự động bật tắt trên xe. Bên cạnh của cụm đèn trước thì đó chính là một cái điểm nhấn rất là đặc biệt, là cái chữ Hilux được dập nổi ở đây. Cùng với đó là hệ thống đèn sương mù cho cả hai bên. Đèn sương mù được trang bị dạng đèn LED cho ra ánh sáng trắng. Và cái ốp hốc của đèn sương mù thì được thiết kế ốp dạng màu đen như thế này, tạo ra cảm giác liền mạch, thể thao cho xe, liền mạch với lại mặt ga lăng luôn ạ. Thí sinh giới thiệu đến anh chị và các bạn về phần hông của mẫu xe này. Thì hai cái chi tiết mà rất là bắt mắt khi mà quý anh chị dễ dàng nhận thấy được, đó chính là cái viền mạc chrome sáng ở phía gương chiếu hậu ngoài xe. Và cái phần tay nắm cửa xe của chúng ta thì cũng được mạ chrome sáng như thế này. Ngoài ra thì dòng chữ Hilux ở đây cũng được mạ chrome nổi bật, sáng bóng. Thì những cái chi tiết nhỏ như thế này thì thường được trang bị trên những cái dòng xe đi gia đình. Tuy nhiên là đối với một cái dòng xe bán tải như thế này vẫn được nhà sản xuất trang bị, thì giúp cho xe của chúng ta trở nên là thể thao hơn, trẻ trung hơn rất là nhiều. Gương chiếu hậu của chúng ta ngoài là được mạ chrome sáng thì được tích hợp thêm đèn báo rẽ, cùng với đó là chức năng chỉnh điện gương chiếu hậu ạ. Mâm xe của chúng ta được thiết kế là mâm 17 inch, rất là hầm hố cứng cáp. Cùng với cái mâm xe của chúng ta được thiết kế 17 inch như thế này, đó chính là khoảng sáng gầm xe của dòng xe Toyota Hilux bản số tự động này. Thì với khoảng sáng gầm xe tầm 290mm so với tất cả những cái model cùng phân khúc, thì đây là một cái khoảng sáng gầm xe cao nhất, với chỉ số cao nhất luôn ạ. Thì giúp quý khách hàng có thể là an tâm trong vấn đề là đi đường đèo dốc, vượt địa hình thoải mái, tiện nghi, thuận lợi cho quý khách. Về phần đuôi xe với cụm đèn hậu được thiết kế to bản cũng tăng tính thể thao hơn cho xe nè. Ngoài ra xe của chúng ta được trang bị hệ thống đèn báo phanh trên cao ở đây, ở vị trí này. Dạ. Thùng xe thì được mở rất là dễ dàng, quý khách ở vị trí này ha quý khách ha. Chúng ta có thể đưa tay vào đây và mở ra. Với một cái dòng xe bán tải với chiều dài tổng thể là 5.3m, khoảng 5.3m, thì cái việc mà trang bị cho xe của chúng ta hai cảm biến dê và bốn cảm biến gốc ở vị trí hai cảm biến gốc sau và hai cảm biến gốc trước thì tăng thêm cái tính an toàn hơn cho xe của chúng ta, đồng thời là giúp người lái có thể là dê xe, đổ xe dễ dàng và thuận tiện hơn. Xin mời quý khách hàng cùng khám phá phần nội thất bên trong của xe cùng Thúy nhé. Xin mời ạ. Về phần nội thất bên trong của xe, khi mà cảm giác ngồi đầu tiên ở vị trí ghế người lái á, thì ghế của chúng ta được trang bị ghế nỉ màu đen cho tất cả các vị trí ghế luôn ạ. Thì cái cảm giác khi mà Thúy ngồi vào thì cái thiết kế bên trong cái phần nội thất á, nó rất là thoải mái luôn. Vô lăng thì được trang bị là vô lăng ba chấu trợ lực thủy lực, tích hợp trên đó là tất cả các nút điều chỉnh âm thanh. Và một cái tính năng rất là hay được trang bị trên cái xe của chúng ta, đó chính là hệ thống kiểm soát hành trình cruise control ở vị trí này quý khách ha. Màn hình hiển thị đa thông tin của chúng ta, bảng đồng hồ trung tâm của chúng ta thì được thiết kế là dạng màn hình màu trực quan, dễ dàng cung cấp đến người lái tất cả các thông tin cần thiết trong quá trình lái xe. Xe sử dụng động cơ dầu 2.4 lít tăng áp kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hai chế độ lái Eco Mode và Power Mode, giúp khách hàng có thể lựa chọn được chế độ lái phù hợp theo từng cung đường.
Màn hình giải trí là màn hình cảm ứng 7 inch kết nối Apple CarPlay và Auto Android. Phía dưới này là hệ thống điều hòa được thiết kế dạng nút vặn, một thiết kế rất là hay luôn ạ. Về phần bên trên, gương chiếu hậu trong xe được trang bị hai cái tính năng ngày và đêm. Đây là vị trí hàng ghế sau của xe của chúng ta, thì một cái cảm nhận cũng giống như hàng ghế trên, đó chính là thiết kế rất là rộng rãi cho khoảng trần xe cũng như là khoảng để chân của Thúy nè. Rất là rộng rãi, đem đến sự thoải mái tiện nghi cho quý khách hàng khi mà chúng ta di chuyển những cái cung đường xa. Thúy xin chia sẻ đến quý khách hàng thêm một cái chi tiết nữa, đó chính là cái bộ đồ nghề trên xe của chúng ta thì được đặt ở vị trí này quý khách ha. Có thể dễ dàng mở nắp này lên và chúng ta có thể lấy ở vị trí này. Vậy rồi. Vậy là Thúy đã chia sẻ đến anh chị và các bạn về tất cả những điểm nổi bật trên dòng xe Toyota Hilux 2.4 bản số tự động này. Thì nếu quý khách hàng còn bất cứ những thắc mắc nào hoặc quan tâm về giá xe lăn bánh, vui lòng liên hệ trực tiếp vào số hotline 0901717518. Tại showroom Toyota Tân Tạo, tất cả các phiên bản Toyota Hilux và đủ màu, đủ phiên bản giao ngay với chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ quý anh chị và các bạn thông qua việc like, share, subscribe các video clip. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.